những cái người mà thư ém á, họ lấy được cộng tóc quý vị đó, họ có thể ém quý vị á. Đừng có cho ai móng tay, đừng có cho ai tóc. Hình ảnh cái hiện hình ảnh ông Trump, vượng Trump họ gì thì ai cũng biết đúng không? Cái đó thì nó hơi khó, nhưng mà đừng có để cho ai có tóc móng tay của mình. Đó là lời khuyên. Tại vì cái thời mạt pháp này á, đạo Thiên Tâm cha với mẹ nói tất cả các ma quỷ nó làm thầy nhiều lắm ở ngoài đường. Và con của cha với của mẹ đó là theo đạo Thiên Tâm, tự quy y, tự tu ở nhà, tự đốt đuốc đi, đi chí dũng, thì mình sẽ tránh được những cái đó, để cho cái đầu của mình nó tỉnh táo, vui vẻ, hạnh phúc. Còn mình mà chạy theo ma quỷ mà ông này bà nọ đó náo nhiệt đó, là tự mình đi xuống địa ngục gánh chịu nghe. Tiền mất tật mang á, không phải là đơn giản đâu. Nên cái tóc, cái móng tay nó cũng quan trọng lắm á. Đó là lời khuyên chân tình của mình, thật tình. Những cái thầy này thầy nọ, chiêu này chiêu kia, cũng như múa giỏ sừng đông vậy đó, nó sẽ không có đưa mình rốt ráo thoát luân hồi sinh tử, mà nó chỉ đưa cho mình đến những cái phiền phức, vợ chồng lục đục, tốn tiền. Cái đưa ông thầy này lên 5-10 năm, đến lúc mà ông bể dĩa, cái đưa ông khác lên 5-10 năm, chúng ta sống bao lâu cứ đi lang thang hoài sao? Giống như Trịnh Công Sơn có bài gì đó, đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt, thôi ở nhà lại cha lại mẹ lại thượng đế đốt đuốc đi thì là chắc ăn. Còn Kiệt là người truyền tin, theo Kiệt không có tốn đồng nào, chỉ tốn chút xăng chạy tới đây thôi. Có người ở xa tốn máy bay, thì không có tổ chức khóa này khóa kia, khóa tu này khóa tu nọ, mệt. Ngồi thiền chung với một người không có cái lực, không có hầu quang á, là ma không á. Tất cả ngồi chung với ma không á, bảo đảm. Khi con người có lực thì mấy ông ma nó không có tới. Còn một người mà thầy mà dạy thiền mà không có lực á, là kéo ma tới ngồi chung với ma. Đó là mình biết vậy. Kéo đồ, thắp đồ, chúng ta là tội đồ, đều ngồi chung hết. Bữa giờ đi, hai bữa nay đi Houston, năn nỉ ông hộ pháp của cái đất đó, để gia hộ cho cái đất Houston mau phát triển, để dân Houston có một chỗ lễ lộc tu tập. Tại vì cục đất nó quan trọng lắm, mình không có cái nơi này mình cũng không có ngồi đây nói chuyện được, mình không có nơi nói chuyện thì mình cũng không có quay video để cho mọi người có cái nguồn sinh hoạt về thay đổi tâm linh giờ chót. Thời tận thế Phật Di Lạc sắp ra đời, Đức Thầy sắp xuất hiện thì nó quan trọng. Thì cái mảnh đất Houston nó cũng giống như vậy. Thay vì đi ăn uống hay chạy chỗ này chỗ kia cũng vòng vòng mà về nhà, mà mình có cái đất như Thiên Long Sơn của mình ở Milpitas Cali này, mình lên đó mình ngồi cả ngày không sao. Còn mình giờ mình không có Thiên Long Sơn trên núi, mình ngồi đây thì cũng hơi lâu lâu được á, nhưng mà ở đây không biết được bao lâu à, trời mưa trời nắng nữa, mà ở đây cũng không có chư thiên nhiều, chỉ có mấy vị hộ pháp của Kiệt thôi. Ở trên núi á mới nhiều chư Phật chư thiên, mình đang nói chuyện thì chư vị cũng ngồi chung với mình và cho điển cho mình. Rồi đứa nào bị nóng lạnh sổ mũi, bị ma, bị yêu, bị bùa, bị ngải, mấy vị cũng gỡ giùm mình. Còn ngồi đây thì mấy vị hộ pháp cũng sẽ giúp mình, chứ không phải là mấy vị không có giúp, nhưng mà số lượng ít. Còn tiên chúng cũng không có tới đây nữa, tại trên núi là tiên cảnh, thì tiên chúng trên trời mỗi lần Kiệt nói chuyện á, mấy tiên chúng cũng xuống. Cũng giống như ngày hôm qua hôm kia Houston, ở chỗ ở nhà đó nó có dòng sông, vừa ngồi nói chuyện với đám đệ tử bển ở dưới Long Cung á, con cháu ngoại cháu chắc của Long Cung lên ngồi đầy xung quanh hết. Tại nó có dòng sông á, gần nước là cái nhà đó, là bên Long Cung của Ngũ Long Công Chúa, thì ở dưới Long Cung cũng lên ngồi đầy ở chỗ đó. Thì mỗi nơi có mọi chỗ. Còn mình lên Thiên Long Sơn á, thì có tiên chúng trên trời 36 tầng trời xuống chơi với mình. Đó là tại sao ngày xưa lúc mà năm mấy tháng trước
đi tìm mua căn nhà ở bển, phải có cái nhà nghe, chứ thụ qua bển mà ở khách sạn thôi chịu đâu có nổi, phải mua nhà nhỏ quá thì biết đệ tử Hội Thiên sau này càng ngày càng đông, nó tới 7 tỷ người lận mà giờ mới có 70 người à, còn 6 tỷ 993 nghìn người chưa có gia nhập, thì mình mới kiếm nhà bự bự để tu tập, tại vì sau này nó sẽ thống nhất thế giới, mới không còn thánh chiến. Thì ở trên nói vậy thì thường với lặp lại thôi, thời gian bao lâu thì mình chờ xem. Thì mấy vị chọn ra cái nhà đó, cái ông đó vừa list lên, chưa có lên cái market nữa, tự nhiên cái kiệt tới kiệt mua, lô trong vòng 3 ngày, 7, 5 ngày thôi là trả tiền xong. Thì hôm nay mình có cái nơi để cho con cháu Hộ Thiên tụ tập lại chỗ đó. Nó có thể tụ tập cả ngàn người được. Sau lưng có dòng sông, ở trong nhà thôi là mấy trăm người được, trong nhà khoảng 300-400 người được, ngủ cỡ 50-70-100 người được. Thì cái đó là của bề trên chọn để mà mình, đó là những đứa con Hộ Thiên có phước. Nãy đang ngồi trên núi, đang bàn chuyện trên trời, cái nãy có dòng dòng đứng ngoài dưới cổng chỗ dứt thiền, nó xin ông sân thần đi lên để mà bái kiến, thì cái kêu nó đứng dưới chờ thì mới biết ra là nó vừa mới chết, má nó khóc nhảy cà đạch trong bệnh viện, thì cái hồn nó đã tới núi rồi. Thì cái nó nói bác kìa, gọi cho mẹ con giùm, nói mẹ con đừng có buồn, con đi về trời rồi, đi theo Phật rồi, mình cũng không biết mẹ nó là ai nữa. Cái nói tới luôn, hỏi mẹ con là ai vậy? Mình nói chuyện với ma nghe, nói chuyện với Phật. Rồi cái con ma nó vô, thì nó nói má nó tên là Hiền, hồi xưa làm cho bác Kiệt, mà mình đâu có số phone đâu, nãy giờ tìm được gọi cho nó, nói con của Du nói nhắn gì đó, bà mừng quá. Biết à, mình làm như là mình là tổng đài điện thoại vậy, cỏ người và cỏ trời luôn, nhiều lắm, lần này lần thứ mấy trăm rồi, đông à, đang ngồi vậy, xẹt tới mà phải xin phép thiên thần, xin phép bốn rồng, phải xin phép mấy chư thiên, xin phép Thiên Long Bát Bộ, mấy vị hộ pháp á, con ma nó mới tới gần, mới nói chuyện được, nếu không không có tới gần được chuyện đâu. Thì chuyện đồng ý thì mấy vị mới dẫn lên, nó cũng như là một người dân vậy đó, đi muốn gặp quan huyện vậy đó. Ở cõi này là mình làm gì, cõi kia là mình giống như là có một cái chức sắc. Còn cái ông chủ đất á, quản lý cả tiểu bang Texas đó, tất cả những cơ sở thương mại, những cái nhà dân và đồng thời những mảnh đất ở Texas đó, là ông đó là quản lý. Thì mình qua, mình đãi cho ông buổi tiệc có coi phim đó, ông mừng quá, ông nói rất là lâu lắm, mấy trăm năm, mấy nghìn năm không ai đãi ổng tiệc mà sang kiểu này á, tại có mấy ông thần á thích ăn gà luộc, mình thì ăn gì cũng được á, không chai mặn, nhưng mà mấy vị thần ăn rà gà với bia là mấy ổng khoái à, với rượu trắng à, địa tiên ăn như người thường mình nha, đó là thiệt á. Còn mình chấp thiên tâm không có chấp, và không có theo màu sắc, cũng theo không có theo hình tướng, chỉ là theo những cái gì mà nó thích ứng. Thần có thiện thần, có tà thần, và đồng thời tiên cũng có tiên thiện tiên và ác tiên nữa đó. Người thì mình biết rồi đó, ác nhân nhiều hơn là thiện nhân, phải không? Ở loài nào cũng có, thú cũng vậy, chó cũng có chó điên và chó dẫn người qua đường lộ, chó hiền. Thì trong cõi ta bà này, thượng đế sanh ra tất cả mọi thứ, chuyện vừa mới nói, cha cai quản hết. Thì mỗi người ở mỗi cái trình độ thấp cao, người nào cao thì trình độ cao, trí tuệ đi về trước thì giống như ngựa chạy đua vậy á, ok rồi đi về trời. Còn ngựa nào mà cứ tàn tàn á, lăn lên lộn xuống địa ngục chừng 5-7 lần, 9-10 lần á, xuống ôm cọc đồng cắt lưỡi, bị quỷ dạ xoa nuốt vô bụng,
rồi làm cho thần hồn biết biết ám ảnh, tại người mình có bị ám ảnh đó, khi mình xuống dưới mình biết sợ rồi vậy đó. Lên đây mình có nhiều người giống như xuống dưới ôm cục đồng nóng quá, hãy xuống cái lò lửa, thì lên đây có nhiều người tự nhiên gặp lửa sợ. À, thì do ở dưới địa ngục mình bị hành hình quá dữ rồi, thì mục đích đó là cái là rèn luyện cái thần hồn để lên đây mình điều chỉnh khá hơn chút. Có những người gặp lên cái chiều cao sợ là tự dễ dưới kia mình bị xô xuống hố sâu cho mấy con sấu mấy con này ăn á, rồi mình té thuốc á, cái mình sợ khi mình chết một lần ở dưới địa ngục là mình có đại phước á, bị đọ là đã xui rồi, biết không, là đã mất phước, mà xuống địa ngục mà chết một lần là có đại phước. Có nhiều người làm tội trên này 1 triệu lần thì phải chấp nhận hình phạt 1 triệu lần là bị hành tội á, đau đớn, biết đau đớn, có cảm giác, có cảm nhận và có nhớ luôn, y như người thường vậy đó. Chỉ khác hơn á là khi cái chân thần á không có xác phàm, nó có cái chân nó như cái ảo ảnh, nhưng mà ảo ảnh biết đau, biết sợ, có trí nhớ, có tri giác, thì lúc đó ngài Địa Tạng thổi ngọn gió xảo phong mới sống lại. 1 triệu lần như vậy thì mình cứ tưởng tượng đây, bị ám ảnh không, cái sợ là quan trọng, mà đều biết sợ hết, đều biết đau hết, mà ở trên thế gian làm tội 1 triệu lần thì xuống chứ chịu hình phạt 1 triệu lần. Khi hết 1 triệu lần á, mình đầu thai lên, hồi bữa nay là mình giàu có phải không, Trương Mỹ Lan building đồ, tỷ phú xài tiền như nước phải không, rồi bây giờ á bị phạt xuống, kiếp sau đầu thai thành một người có thể nghe, tất cả những tùy theo cái tội phạm tàn tật đi sinh ăn cũng chừng nữa. Đó là kiếp nhân sinh là vậy, một đời rất là phù du ảo ảnh, giàu có, tiền bạc, danh vọng, tất cả đều là một vở kịch hết. Nếu những người mà biết coi kịch thì nên coi video này.